Rồi giờ này tôi sẽ hướng dẫn cho ông cái cách mà đăng sản phẩm cũng như sử dụng website này nha. Đầu tiên là cái gửi thông tin này thì chắc tôi gửi cho ông rồi. Thì mình sẽ đăng nhập cái thông tin này vô. Sau khi mình đăng nhập rồi á thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Thì cái trang chủ của nó gồm có những cái mục như thế này thì tôi đã đổi thành tiếng Việt hết rồi. Cái mục cửa hàng á thì nó bao gồm những cái mục này, thì để xem thử trước cái sản phẩm á, thì cứ click vô rồi xem thôi. Rồi bây giờ muốn đăng sản phẩm thì sẽ vô chỗ này, sản phẩm. Rồi muốn đăng một sản phẩm mới thì bấm vô chữ sản phẩm ha, xong rồi bấm chữ thêm mới. Mình sẽ lấy một cái đăng sản phẩm tiếp theo đi, ví dụ như mình sẽ lấy một cái dâu tây. Sản phẩm tên là dâu tây nhập khẩu Hàn Quốc. Sau khi mà lấy cái này thì mình sẽ coi lại cái này là nó là hình gì. Thì mình sẽ bắt đầu làm một cái hình cho nó. Cái đây thì chọn như mục đó là danh mục sản phẩm. Tiếp theo đến cái mục hình ảnh thì mình sẽ coi lại cái hình ảnh nó như thế nào. Hình ảnh này thì nếu mà ông có hình ảnh thì ông đưa vô, còn không thì phải làm một cái hình ảnh. Và cái hình ảnh này á, thì nó phải có kích thước đó là hình vuông. Rồi, thì có cái hình như thế này thì giờ sẽ resize cho nó lại thành một cái hình vuông. Rồi, cái này là một cái hình thì giờ mình resize cho nó thành vuông thì đưa lên đăng sản phẩm đó, nó mới đẹp, chứ nếu mà để cái sản phẩm mà nó hình hét á thì nó lại không đẹp. Rồi sau khi mà có hình vuông á thì mình sẽ lưu lại cái này là dâu tây Hàn Quốc. Rồi thì ở cái dâu tây Hàn Quốc này á, mình sẽ up cái sản phẩm lên dâu tây Hàn Quốc lên. Thì ở đây nó sẽ là một cái tấm hình đại diện. Đây là một cái tấm hình đại diện. Rồi, chọn nó. Sau đó thì cho nó cái mức giá vô. Ví dụ như sản phẩm này là khoảng 380. Rồi, đưa giá vô. Và mình sẽ cho nó một cái đoạn ngắn là cái thông tin mô tả ngắn. Thì cái thông tin mô tả ngắn này á, thì mình sẽ đăng đi. Đăng cái sản phẩm lên thì mình sẽ biết nó ở đâu. Rồi, sau xong rồi thì bấm cái nút đăng. Nút đăng ở đây nha. Sau đó sau khi đăng xong thì bấm xem cái sản phẩm. Sau khi xem sản phẩm thì nó sẽ ở đây. Đây. Cái phần mô tả ngắn nó là ở chỗ này. Thông tin nó ở đây. Và nó sẽ có cái giá thành ở đây. Ví dụ như giá thành này là giá hình giá gốc. Còn nếu mà muốn cho nó một cái giá khuyến mãi á, thì mình sẽ để giá khuyến mãi vô 350. Còn nếu thì sau khi mà bấm vô á, thì mình bấm cập nhật. Thì mình sẽ ra cái sản phẩm dao tay này á, mình refresh lại thì sẽ thấy là giá thật của nó chỉ còn giờ còn 350. Và mình muốn, ví dụ như mình chỉ muốn khuyến mãi cái sản phẩm đó trong khoảng thời gian ngắn thì mình sẽ lên lịch cho nó. Ví dụ như từ ngày nào, từ ngày hôm nay đi tới ngày mai thì cái giá 350 nó chỉ đến ngày mai là hết. Sau đó thì bấm cập nhật. Bấm lưu lại, bấm refresh thì nó sẽ ra ngoài đây, nó sẽ hiện giá là 350 và tới ngày mai ngày mốt thì nó sẽ hết giảm giá. Rồi, chỉ vậy thôi. Đăng sản phẩm thì nó chỉ đơn giản vậy. Mình vô cửa hàng lại thì sẽ thấy là nó được đăng một cái sản phẩm mới rồi. Rồi, có gì thì bảo tôi.